đó phụ tỏ dưỡng cả đấy. Ông bà ơi nhà cổ. Đến đây. Nó phim thế nhà ra. Thế quả đi. Nè, bài chi. Dũng gian. Ông chị ba ơi nhập yêu con nước khu à. Khu nhà. Khu nhà. Khu nhà. Khu nhà. Tiền khu hả ô. Ông ơi khu nè. Ô nước khu vậy. Nên nhập yêu con nước khu. Bên thế này nhỉ là đây nên mà bên thế này nhỉ là em nè. Vô quảng đi nè. Ô điếu quảng nhá. Ôi này về ô vui. Thấy chưa nè. Nhà mẹ đó à. Đây là mẹ tôi tận hảo bảo. Anh nhà tiêu ở tận ô mì. Có tiêu phun á. Phải phun á. Mẹ phun để chưa nè. Mẹ nhận nè. Mẹ nhận thấy thêm. Buồn phải ăn giải lốt. Chẳng không ạ. Chúng con vừa nhận cải tre cáo ốc. Ba B 3 phần 10 C 3 phần 100 Nghĩa bài trong đó 20 câu đưa khác vì vậy phải chặt một ít. Em tập biển thấy hả? Tôi tiếp đây chưa? Những cây này đó. Thank you.
chỉ tên. Ok. Anh hư xiết tay. Ở nhà thầy có. Thở xiết tay chạy. Với tao được buồn nào biết là mình nhá, anh à. À. Với anh nhận hàng á, mình thấy yêu lại ha. À. Cố nhận đi. Em nhảy em cả hiểu. Mày hiểu không cậu? Mình hả? Mình hả? Tấm cỏ em sẽ hiểu nhảy nha. Nhảy hả? Vừa thấy nhảy lại. Một chút nhảy tay yên không? Em chết. Viên ra. Bây giờ tôi nhận gì? Đây. Em mặc cái em nhận là chú tí. Ôi, ông Phun vào chú chạy nó. Ừ. Phun à? Nè, nhìn cái nhà. Thôi. Anh tặng mua. Tôi phải lấy nhà. Khá hồi nhà anh ta. Em nhà tôi mà kè vui nhã nhi nhã nhà quay thầy bò bây giờ thấy chưa thấy. Thánh hiền cái phần duyên đã theo mấy mẹ lưu thánh hiền ngủ là tấm phần duyên. Ông bà ơi, nhưng mà mẹ duyên nhà thân hai tôi hay nhiều cái đấy thánh hiền thì duyên mày mẹ tôi nhà nha cả sao cả à mình thấy tôi mình coi thấy tôi bữa nay ha. Mà mở máy kiểu nhà đi không bà? Nhưng tôi mở kiểu nhà. Ờ, tôi mở với bà. Tôi phải tía tôi. Phun, khoai phu nè. Nè. Nó khoai bà nè. Uống cả lũng tay. Được. Mày, mày tôi tù hề mượn mày phân hả? Mày tôi mở lại hả? Mày hiểu nè. Mày mình cao tấm tôi hiểu nè. Em đã vừa xả lên nhà hả? Nè mẹ tụi ác cút nhà mèo. Cút, tại mì tổ sâu luôn.
Dạ, thân dẫn được tàn được vợ. Em từ sơ đã. Phút thế này à, ôm mì hiền hà phút phút nhả lý phút tổ sâu à. Em thì khoan tôi với nó sẽ đạp mẹ à, nó sẽ máy nè, ta ôm tổ ôm phút mẹ à. Tôi nhìn tổ sâu, phun tổ sâu, dạ, thật xe. Phun thả lỗ ố. Lúc, nhả lúc. Bữa cây nhả, chị em gỡ bà. Nhìn, nhả lại à, bữa cây nhả lại. Em, chị em gỡ bữa cây nhả đã. Thần hít thế rồi, rồi hai sâu thần hít. Em ổn, hình như cái này thần hít thế rồi. Tôi ổn. Tôi ổn, sẽ đạp tôi chẳng ạ. Nè, nè. Ôi lên mì. Một cặp, nè. Ồ, một hình như cái này. Một hình như. Ôi thật dư. Ồ, 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 mày 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 ông bà ơi, nhưng mà lại rồi nè. Giống của nó. Ông ơi, bà ơi, Phương ơi.
con quy đi sao nhớ thời những này cho mình từ sâu à. Ông bà ơi em vui muốn nhập với nay
Ê, là hình cái này. Hắn là sâu này nó. Nó. Ô mà cả. Chị anh phía. Chị anh phía. Bố tổ bố ông hoàng cả. Chứ gửi ông. Bà ơi, tầm mà cả. Mà anh ăn sâu này, để con hài nó. Nè, tầm mà cả. Ông bà ơi, con cảm ơn những ngày tháng ở cùng ông bà đã nuôi con lớn, chăm sóc con. Khi nào mẹ con về thì ông bà bảo với mẹ con là con đi học rồi nhé. Em Pú ơi, em ở lại với ông bà, nhớ nghe lời ông bà. Phụ giúp ông bà làm việc. Cố gắng đi học đều. Vân Anh rất nhớ ông bà. Em Phụ Bu, người viết Vân Anh. Ê, em bắt mẹ anh kéo nha, mẹ anh viết sâu lên em kéo nha. Bà kể này kịp mình nha. Phụ mà các chị em như cái này, mà cái này thì mày cái này kéo phải buồn. Để cho mình phải. Ông bà ơi, của chị anh đi du học nha. Đây là bà này kìm mình nha. Thôi chị anh nghe vô cả như cả vô phu cả cái ông bà nhập trang ha. Của anh chào nha buồn. Mày lo ra. Mày chưa à? Mày xin mày hả là bên mày hả cha? Thầm mày phu nhé. Mà kẻ này cho đây đây à. Để mày tổ sâu nước ăn là ấm dưỡng đây. Nên thằng thương này anh mày hả là mà kẻ này á. Cháu bó, cháu này đó cháu. Nên cả cái ô mày cho tôi. À.
nhà rồi đi về đây. Đi đi vào nhà đi. Đi. Đi thôi. Nó con tại phun tại ai tại ạ. Thế lo hiểu. Đến đi. Mẹ làm đi mẹ. Ồ, bé ơi, cái phun trang của tao quả phun này dầm hoa, cái phun như keo lổm với cái phun to này ruốn này mày. Dầm phun tài. Hoa như tuần này dầm phun tài, mà kệ. Hát tao với hát tao, dầm phun tài. Cái này thật lo hay hiểu. Ruốn mì, hát lao mì mì. Phun tài thắn này. Cái phun có to này tài ruốn này, tài phun này tổ sâu lắm mày. Tổ sâu dầm phun này tổ lao hay ạ. Nên quảng lao hay dầm phun này tổ ạ. Mẹ hát lao mì, phun này dầm lổ này, phun này ruốn ạ. Thế nên mẹ, có phun một tuần này mẹ hát lao với mẹ ha. Nhi sẽ phải như kẻ phun này kiểu bé bùa dâm mà. Nhâm phun này dâm, ra tầm phải đâm, nhìn tâm tổ sâu ấy, ổ đầm cho thêm nhị thảm thống á, nhâm phun này dâm. Kẻ phun một tuần này mẹ hát lao dâm, tổ hai bé chấm lệnh. Kẻ một tuần này mẹ hát lao mẹ ha. Nhạc, nhâm mới phun một tuần này đâu. Mì mì. Cháu cứ ngồi ăn đi nhé, để chú đi tắm rửa trước đã. Hôm nay mình tổ sâu á, tôi mình tổ phá đưa anh tay nái à? Vâng, anh chào mình. Ừ, đáp nhé. Mình sẽ đạp lông à? Ồ, tầm ai lại tí cho em tổ sâu ổ. Ồ, đó đúng với em thôi. Em tí cho em tổ sâu á. Tí cho em giá của á. Nó nói chấm giúp mẹ anh sẽ đạp đấy. Nào, cũng tùy các, tùy làm này. Anh ơi! Mình sao nhỉ? Anh ơi! Nó nói chấm anh sẽ đạp ạ. Nên bình tĩnh hay làm này hết lắm.
chứ không phun về tổ sâu về thế tổ. Chứ không phun về tổ sâu này về tại pính tại nát tại pính chim tổ sâu. Mười. Chứ không phun về tổ sâu về sẽ tại nát tổ sâu. Tiêu mấy tiêu mấy dầm tại nát tổ sâu bu dầm này nào mình. Mới xong vừa hay lắm, mừng cái tốt tạc kia, cô ung nhá. Em không phụ mười tổ ơi, mười xe tốt. Mười xe tổ xong vừa, tổ này là kính cái tổ xe tổ sâu. Mừng tốt xong vừa là cô ung mà cắt. Thiếu hay nhiều ung đàn lộ, phun nhá, chức. Tổ xong vừa là cô ung mà tao giờ mới phun mẹ giờ mình á buổi hoa keo mình giờ phun mười giờ đó ạ giờ nó tối giờ phun dâm phun cây giờ đây mình ra nghỉ mình giờ phun mười giờ đây thôi mà ai ai phun mười tiếng chứ tại giờ đây vô người ta mới phun mười giờ đây đâu. Không ai nhau nhắn tôi thường hay rồi. Nào bắt mình số công nhỉ? Nhìn hẳn nhầm, lùn nhầm giá số công. Anh ơi. Ô mình hay chỉ hơi đó chú Hùng nó cắm quần đi.
Thôi nhà ông chủ kia lưu đến giảm dân chủ hùng nhân béo cho ông ở cho cả dân sông cặp như nhà. À. Chủ hùng giảm cho dân xa, dân dân lại cả chủ hùng. À. Tôm nào cả chủ hùng dân chủ nhân béo đó? Đó Hoàng ạ, cứ mình chú Hùng nhé bác ạ, cho hỏi chú Hùng là tình ạ. Đó. Ừ. Cái gì lọ, cho hỏi riêu chú Hùng là tình buôn. Đã, cá chú hùng mình chú hùng hết cá. Đó. Đây. Đó. Đó. Chú hơi cho cái gì là hỏi hết tịch. Nhớ ông, nó ra cái tịch nhớ ông là thầy gói chứ á. Đúng cái gì đó, cá chú hùng mình cái gì đó. Dạ, cái gì là cho hỏi, cho riêu chú hùng giảm tính á. Đó. Chưa đó. Dạ. Cái gì đó mẹ. Chú Hùng ra cảnh toàn. Thế còn anh Thái Hùng giáo mình. Hai vật anh tìm giờ ông hỏi với anh tìm đi cha cầm cho. Ờ, ông tại đó. Tại hai chú Hùng nhầm kéo và anh bị rửa sơn vấn. Và ông lưu vật anh nhầm đang. Ông đã đá chủ ngân anh. Ồ. Anh chưa chú Hùng là hỏi yếm và chú Hùng vấn. Và anh tìm hiểu ông ấy tài bó và anh mình. Ồ. Vừa hỏi vừa ông chủ như vật anh kéo mình ra chú Hùng lo chia hỏi lõng quẩn. Vâng anh mình cha có dân. Cái gì là ông khế phải tính như là lúa. Ờ. Cái xìa phải tính trước cái nhà nói như thế này. Ờ. Vâng, vâng anh nhờ người nói chú Hùng. Như ông có buôn rồi cái chú Hùng buôn ca tha tạm với mình. Ờ. Vâng anh cái xìa phải và anh mình nói như thế này. Bật chú Hùng dán cháy. Và anh tài dưỡng với cái chú Hùng. Ờ. Đưa chú Hùng có lẽ văn anh các ông và các bà của dưỡng nhà như chú Hùng cho công dưỡng như chú Hùng với mì hoa lo văn anh lắm quẩn. Nếu chú Hùng mình lo cả đi ăn trường của tài khoản văn anh như bạn thì có học kiểu văn anh ở lớp có không quẩn văn anh mình tưởng sâu lắm rồi. Vân anh nhận tôi kể chú Hùng làm đâu cho hỏi Vân anh mình bẻ tóc cho má. Nhớ ông đua gì có chân như sầu của mình ạ. Nhớ mà sầu của mình rồi sao vậy? Ồ. Nói với mà cả chú Hùng mà nó bị ý định phải gọi Vân anh. Cái chú Hùng dâm bé tới chú Hùng phun vân anh dâm hoa chú Hùng đi ra trang trại lại bé ông bắt lóm quần ạ à, như là cô như vân anh ở đầu tiên chú Hùng tham đâu vân anh cứ dâm chú như trang trại bấm cái gì nào chú Hùng cần bảo vệ chú Hùng hít thì hai vài sức khỏe như cứ dâm tháo tạm bé tháo nếu đi mua làm tính. Tính tiền tổ thông. Ừ. Giống như bây giờ đang thở mà em vừa mới tính cái này giống như có người đã.
Thằng anh bắt đi ảo ảnh, nếu ông ảo ảnh đi này à. Cho hoa chứ, toàn thì mình hóa liều cho mà, thế mình nhắm làm cho ma thua. Tại anh có thể lên phát ở hôm kia này. Tại cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhưng tao cũng ai cho hỏi lúng lúng không? Như giờ mình cho cô ngồi luôn. Chứ nghỉ lao vậy ạ. Nhà bài nhá, em đã yêu nhận hết rồi, nó sẽ mày vậy nhận à, nó với vân anh thiêu rồi hầu lưu lưu người hôm kia bạn của dòm á, để dòm phải có lồng hết mà chủ hùng tập mỹ hoa lưu dâm luôn á.
bữa nay buổi nay ồ cái mấy tỏi của buổi bao của chú buổi nay không à ờ buổi nay đấy buổi chọn đấy mà cả nguy sâu đấy. Ai chăng chú Hùng, cháu bà cô người như chú Hùng biến trường vừa thô có giáo luôn nhé, lổ sâu như thế. Chú Hùng thô kiệt, vừa này lớp thôi đấy các bạn bên sau luôn là Vân Anh à? Vì Vân Anh giao hoa mình từ sau ạ. Cô nhủ ai á? Nó về chú Hùng cho xe máy đèo Vân Anh mình tổ sâu à? Nó nói với chú Hùng to mình Vân Anh mình tổ thiêu bởi năm trường tổ à? Thiêu với ông no bởi năm Vân Anh đến trường á? À? Nó phải từ trao mà. Hay có tổ bẻ năm trường với Vân Anh mình không? Ờ. Nó phải ăn chứ sâu nó đi, ăn chứ sâu bùa nó đi các chú Hùng mình thô, thô bởi năm trường tổ lắm. Nó Vân Anh cho sâu ăn đúng không ạ? Ăn đúng điều bùa mình thô ạ. Đó nãy cô chỉ là mà cô thích con vần này nhiều lộ trưởng hay mà là chủ thu của tổ này đấy hả? Đây là cô ạ. Trình bày với cô một tí là Vân Anh nó học ở trường bên kia, xong ông của nó không cho học ở đấy, xong là nó sợ nó không dám học, xong mà em bảo xin về học trường bên cô đây ạ. Em đã giúp cô hồ sơ cho con ở bên đấy chưa ạ? À, hôm qua thì em đã giúp rồi ạ. Hôm qua em đi làm về em giúp rồi. Thế tí anh vào check tờ phân biểu cho con, xong rồi con theo cho con hiểu và mua sách vở cho mình. Dạ vâng ạ. Con mai đi học. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Cháu đi học thì chuẩn bị cần mang những đồ dùng gì ạ? Anh giúp học bạ cho con từ bên trường bên và mang theo kèm theo cho con một cái giấy khai sinh nữa. Có gì? Em cảm ơn cô giáo ạ, về trong sự nhờ cô giáo giúp, nếu mà cần thiếu vấn đề gì thì cô bảo em cho em chuẩn bị cho cháu ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Cho con ăn sáng xong rồi chuẩn bị sách vở rồi cho con đi học.
Dạ vâng ạ, vâng. Em cảm ơn cô giáo ạ. Dạ vâng. Hôm nay học nhé. Đấy, cho hai đứa sâu thôi ạ. Thảo một cửa sâu nó ngoan đấy à? Mà cho chuẩn bị sâu với tới đi cho hoi bố tao mình cửa sâu nữa à? Nó Vân Anh mình kiểm tra lại sâu anh ạ, cho hoi mình cửa sâu trước đấy. Ồ, chủ loại cho hoi bố đã to mình y vua buổi con này quên quên như đảng đảng sẽ đạp cứ làm thế này thôi ạ. Ông tài lỗi anh à, mà tại tổ sâu này lão hề ôm hấm của nhá, mà tính chơi giấm nó vua tiêu này lão hề nhá. Ôm của nhìn của anh lão giờ này ôm bằng kiểu bà đón anh giữa lại, nếu vua ôm phụ ra tổ sâu nhá, nhìn mẹ làm nhá, của nhá. Vân Anh thấy hôm nay mình thấy sao không? Vũ máy mình máy ôm với tổ sâu là tư mà kiểu bà mình là tư mà kiểu máy mà kiểu máy mà kiểu máy kiểu ôm mà à. Món nò cho Vân Anh mình hoa của chú Hùng là những cái tặng chú Hùng như vật mình hoa. Con là buổi này lấy về mình uống với máy mình dâm à? Dạ, uống vui sẽ đạp đó. Mình lo chú Hùng mình cần mình lo đó. Để hôm nay chú sẽ đạp đó. Mình tôi sẽ đạp mình ở tầng mà chú uống mà em mẹ làm nhỉ? Ở hang ông hôm nay chưa ả Vân Anh mình để chú Hồng rồi. Đồng nghiệp tiếp nhé. Ồ, hiện nay sẽ đạp vào hả con? Mày thản nhiều thế á? Bè nhà mày, men nhà mày. Hãy nhiều nhà của mày, sơn đồ đạm rồi. Bắt đầu với ai xem, sơn nhá. Nhiên là vừa ai sơn lại tuần là phải đảo nó xe vừa. Nhiên là có phải về mà cái tiêm chú. Nhiên này mà có xếp xeng nó. Nhiên xe vậy nè, mình có mình lỗi chú Hùng nó bắt ra. Ai tàn này tàn tài, mà nếm giảm cháu có. Thì tàn tà này tài có. Lào hẻm quấn thì bắt ra nếm mình tù hả lào có. Tàn này tàn tài á.
luôn. Thì ông ta nó vẫn ăn cũng. Ồ. Cứ hiểu con ăn uốn. Ồ. Ông Vân Anh cái gì ạ? Con nói Vân Anh như ông này. Đó, Vân Anh nghe ông nhân chân treo cho Vân Anh. Vân Anh chỉ chân tài mổ bố. Ồ. Nói bố can Vân Anh rồi mà càng. Những cái gì nó đấy. Vân Anh mình cho ở vòng tài phun của kiểu Vân Anh ủng hộ này. Bé tài này bài tế hành công như vậy. Chỉ có tài lo. Cái có tài lo em vậy. Nên dùm phun mười nay lão hay ai lưu. Bé thì hai chàng hay em bé em mà ta vừa bu yếu mình tổ sâu nhạc. Dùm em dù kéo từ nay thầy dâm dù lão hay là gì dù một tía thọ nhẫm của anh. Ồ, thì bé tạm với thông cái phun nó của mình ra đi. Cái phun trở lại, cái nái kì cái phun mình tổ sâu, phun thì nái tổ sâu. Nên phải ngoan lên thì tổ sâu cho nái kì cái phun nó. Như bé bé, giờ tài em lùi quần phun, bé giờ quần tía thông. Cứ của nhìn này như thế này là ngôi đo nha. Dẫm quần hình. Nhà bé mô thám thầy á, dẫm quần, y hoa thế quần. Thế có hiểu nền vườn cơ nó, cho dẫm mát tạo nha. Cái nó gom á? Được. Vân Anh vậy hết nên nó làm thi kỳ hai á thì bà có thể tụ bà ống hàng tụ bấm lớp đưa đảng tiếp mì ruấn để tôi cho bà thì cha hiểu mai miền chứ có ai hiểu mì ruấn ạ con nó hai con cá phun mà phun tôi mì ruấn bây giờ để hiểu mì ruấn ạ. Bát giờ phun bát cũng phun tự mình rửa nắp vậy, phun hình tổ sâu ngâm như cái phải như thế tổ sâu để cứ phun hình như tổ sâu nắp vậy bát phun giảm phun mình rửa nè. Nằm hoài quá giờ tổ bẹ tại mò thiệt thóm phun giảm như tự anh nên dầm bẹ phun này, điều giờ in hoài mò phun giờ ta hiện đây sẽ tra hiện lên vườn ha. Anh làm thi á, vẫn anh nhân nay mình thử sâu hơn và anh vườn nào. Con là về nhân nhường liên hoa, hãy có một thi bà đấy, hãy tại một thi bà mình vườn mình ôm vừa à. Cái này ai giờ tuổi ha, ni em tuổi này giờ đây ni em lo của đi đây hiện lên vườn á, giờ đây muốn buôn dân thu về đồ phun á. Nghe cũng hòa phun như đây rồi vừa nè đây phun giờ mở phun này lúc từ phía lào đây là vừa phun mình vừa ha nào bé mà cứ phun đang trên đây nè chúng ta đấy chẳng bé chủ nhìn là ít chứ phun bây giờ nó nặng những cái xiên tay nào chứ phun cái phun này cho ai chỉ phun ha nên có nơi sẽ gỡ nát em mình ôm quá rồi cái ôm tổ sâu riêng ôm quá ôm nhà phun mình tổ sâu nha ôm những phun giờ tương lai đâu
cái vấn đề như này ha, cái vấn đề như này tụ sâu á, thì ra mình tụ sâu là nó làm thi á, để cứ vấn đề như này tụ sâu thì thám nào. Ôi nhé cũng mà phun ô ta hiểu dẫn mất phun dân tương lai được chứ không cho ta chỉ cần nhuôn này cho thầu cặp bữa tế dẫn á, dẫn tụ sâu á ông tổ xe đạp dẫu đào mẹ tế peo cứ phun này như này thì chứ phun tụ sâu thám là nên sẽ làm bả sâu á, nên tầy cái tầy tụ bả sâu lưu dơ phun nạp phun đi dẫn có là vậy giờ tổ phê sẽ tiến mới ảnh thống thì nhảy thống yếm tiến lúc mà phê cứ dồn ạ cái là phê phá phê mà các ôn dẫn á phân thì phá phê mình ô vừa yếm á cho nên thì phá phê chứ phun ảnh to dồn ạ kênh nữa thì à ôn dồn ạ đây bố gần con thô vận anh như ông thì phun vận anh như này ha để cho hoa thì cái gì à vận anh như ông ngắm phun vận anh thì cửa sâu ô cùng mình cái lái vẫn kẻ chuẩn nó vận anh cắt bồ người hoa u che là cái tảng cửa chủ vận anh như ông ấy ta để nay cái tảng vận anh như ông ấy to vận anh rồi cắt bồ người hoa u che đi thằng hoàng yêu bồ này to tài này đấy quay trở lại luôn quay trở lại, quay trở lại. Đang bố tô bỏ bút văn anh điều nè, văn anh điều thử mà cả. Anh thích hố và anh giới thiệu một cặp. Giới thiệu một cặp. Giới thiệu hỏi nhé. Giới hỏi nhé. Ô, đang vô hỏa. Mai bố điếu vô nét à? Thì điều mạnh gì cả. Ôi Vân Anh cảm ơn người cho bảo Vân Anh ạ. Ừ Vân Anh cái điều đó ạ. À cái điều ạ. Cái này đều bằng à bố dọn tăng ra tới thì phai đã nữa cái này dưới nữa ôn hỏi về giờ mình lo vừa cầm em nhà yêu hoa chán vừa cái duẩn người tấm duẩn người vừa ba chứ nhiều vừa nghe tôi nó hại nó để hít con cắn mà cắn nó hại nó duẩn phấn duẩn vừa cái hòa phun ba anh đừng có mà quyền ba tôi vừa hòa phun nếu mà quyền ba tôi vừa hòa phun lọ hoa hình hình dân tay. Mình hoa vua con này chẳng hoàng vua con này chẳng càng vua dưỡng con. Cảm ơn em thấu em em cũng hềm mà hềm như mà hềm cảm ơn dưỡng mà. Em hềm quá. Thấu quá phụ em hềm quá có sẽ sợ ôn hùng có hiểu nhìn thấy có càng ôn hùng vậy đi thế mình tổ thán sâu nên thi bả thi duẩn cơ nào vậy nếu giờ ta có mặn kẻ rồi có đua bây giờ ta thì thằng y giờ mới xiên à
hắn thua, hắn thua thì vừa thì má tảo thì vừa béo á, vừa mình cháu công vừa tả má tảo sau là há vừa vừa nhả ra. Cái này thì hết đi, em mới tháo vừa ai con lại, giờ em muốn cả tụ phấn tụ, hả con tụ thì hắn tụ, giờ vừa cũng hòa phu nó. Con vẫn tả cái vừa béo. Thôi hả coi em mình lo thằng kia muốn chuyện về cho tụi mình lo công an tại lo mình thấy lo giải quyết mà cả con thôi mà cái hạt có bữa ăn mình lo, giờ ăn mình lo nó thòng đấy mà cái hạt có nên vẫn đấy, cho tụi mình lo miễn tại giải quyết nó cũng an tại con cá mà cá nó hay nó nên vẫn thắng vẫn cho hiểu nên bằng vẫn á, nó thòng á, nên đây nên sẽ phải bữa mình lo nên vẫn đấy bằng chủ tiền điện thoại, bữa mình lo điều gì nên vẫn lo lo điều gì nên muốn nên lo nên muốn về tin hoa nên hô ta về nên bắt nên trả kiếm muốn á nên nè cháu mình phải nó tông bố lõm phật bố cha tu nên cha tu lo bằng muốn có là cái thế tao mày khi này phải buồn lo này nữa này là cái hồ buồn mình buồn lo này lo giảm buồn này đó để mình cái tao buồn lo buồn nữa thằng lo này rồi này vừa ăn bát này rồi hiểu công hi à vừa này tụt tết tụt sâu tụt tết ba công ha tụt ba thành thằng ha anh tụt hay nhung à anh tụt này à anh thằng giờ lo bằng chuẩn mà cái này chuẩn phần chuẩn nhìn nghe khẩu khẩu cái nhà nai này bố nhà nai bố cha mà quên mày lo nó này vẫn để luôn mà quyền ba thôi đó vừa mà quyền thì nó vẫn đó con là cha trời á tháo mình á nó tỏ trên hộ khẩu mình ở đó chứ công an nó cản chứ mình đó vẫn à tuy là tới điện thoại công lý đã mới lo, chứ lo cả công an cả chiến mình cho cả hộ khẩu mình, thà lo bắt nên chán vấn nữa lọ, bắt cháu tôi thả hay lao lọ, lo nên vấn tài xế, thà bị sớm chuẩn này nè. Thôi kể lo chết công an thì thảo vừa mẹ thì công an giải quyết lưu về thì công an phụng chế duẩn từ tháng nay tại để trả thu ở lọ như thế nhìn chấm mà hai hồ này nhìn chấm duẩn đấy sao tao hai lần ba này trả duẩn đó duẩn thì trả không thu ạ Ôi ôi à.
tôi tha này Vân Anh ạ. Mà lấy cào nhà đấy. Bố nhà mà lấy đảo á. Thế mà cả cho cô mình ruột nên thì nên lo mà cả kẹt. Mà tôi tha mình mãi nữa ạ. Nó vừa nhà này rồi đó. Tao dùng tụt cô mình nhạc à? Ừ. Tao dùng tụt cô mình. Ừ, phở vào này. Dạ. Bố ở bố nhà là anh ơi. Bố ở tại nhà. Dạ, dạ, dạ. Đó, bố ạ. Phát y làm nhạc phát tên tay đưa tâm đi mạng và anh nhận ạ cái nhà này ạ. Tham hiểu ạ. Chuối đã nhặt được bao nhiêu miếng này? Ừ. Nhặt bà qua đi làm miếng mài. Thấy qua cam hồ. Ừ, cam nó nhạt lắm. Hay là mãi tôi đấy. Khui không? Nhân đạo. Vài nhạt đấy. Bố ơi, nhà Phật qua vợ anh của cô Minh mãi lại à? Mà kè mất. Vợ anh mình ạ. Và có làm hoàng rồi. Thằng vợ anh như này kiểu bối này vậy. Thì thằng cô Minh mãi lại rồi tải đi. Một lần to cái hoa của cô Minh buổi toán á. Cô Minh cầm mình tặng quá. Cô Minh chiếc nha. Cầm mà lái thầy bố kêu tại ạ. Đã làm hoa thì mình hoa. Ừ. Cô nhận rồi đây. Đây mình á. Nhẹ ăn. Cô nhận ạ. Tại cái tiếng mình nhỉ. Ừ. Tiền bầu kìa. Có rồi. Tất dạng à trên này à. Ừ, cái kia để anh, cái hoa kiểu treo lại to, thêm bùa vậy, to nhằn bùa. Ừ. Rồi mình lúng nữa à, mình mà tả liêu ruột nữa à, tại chứ. Cái vật anh tặng như ủi bảo che đi chứ to vẫn anh kiểu hoa kiểu mực quấy. Ừ, này tí để có gì ruột đảm ấy thì to hàng đảm lúc. Ừ. Con mải cứ chia đây ra ruột chia đi. Ừ, cứ ruột ạ, mẹ. Anh là à, cô mình reo ruột reo à. Trường nghe. Trường nghe. Thử điều nè. Giờ bọn mẹ anh hỏi tại dân tổn nó cho ỉn hỏi ai tại mô mảng ca bọn bọn. Đã tổn nó á, lũ tổn nó á. Nó đang hùng ý cho mà. Ồ, bà thì kinh cắn tạo phai yếm như hiếm bọn nhá. Yên nay mà. Dạ, hỏi yếm hiếm này chẳng chịu dưỡng. Như tấm cuộc hóa nhạc tấm chiều dân nên đi mà các cô an thánh tôi đi chơi về tôi cũng tôi
nó cũng dẫn tay trao đổi rằng cả hai nó sẽ cần tổn tờ lô này. À, không có vấn đề giải quyết là trao đổi trong công việc rất nhiều cả. Nhưng anh giấm mảnh liều. Vân Anh ấy, Vân Anh như ông cả ló. Vân Anh cắp bộ rồi mặc con tàng vả. Cái gì nào cả công an nhà vua của an ngang gọi bố cái gì nào đấy. Mày tua tao thì ngay cho hoa mày điều chuẩn việc nào thì việc phải giải quyết bằng sao phải con phụ nên đó. Mà chỉ toàn việc cái định trao đổi cái mày giao lưu về thì mày ra thôn mình giải quyết, nhưng mà thôn vẫn mình á, chúng ta vui trao đổi đến đây luôn, trao đổi ra thu nhà thì thôn mình ra, nhưng mà vui nay trao đổi không, chờ một chuyến này, trao đổi ra. Tại lúc rồi vô thì cha tôi đang gọi giải quyết đó. Dạ, tối nay thì khóa mình tối nay thì cũng vậy. Chúng ta cùng học phun này sẽ căn này vừa này lão thế trên nền tầng toàn này giảm bụi như cùng học phun dưới giảm nhiều con thì thôi mà cả cùng ai giải quyết hại nó bụi cùng học phun dưới bụi. Con tập tên mà cô là tuấn thế này nó nè đây tuấn nè. Ở đây mẹ quả phun đây mẹ hàng thì trong kiểu đào pe vừa thì con pe vừa chủ nền phun thì tụt sâu từ kia kia lạnh tại ủi đi toàn thì mình tụt sâu phun thì tụt sâu chân này từ kia kia nó thì hôm nọ anh báo cáo chúng tôi làm biên bản để nuôi nhận cháu, nhưng mà hôm nay ông ngoại của cháu nên là làm đòi bản làm không cho anh nuôi nhận nữa thì bây giờ là theo yêu cầu của anh bây giờ ông đòi về nuôi cháu thì anh tính nào? Vâng, em thì cũng ấy hôm em cũng trình bày với anh là như thế, hôm cháu cũng trốn cũng bỏ đi xong là em tìm cháu về em cũng nhận nuôi nó xong là cho nó ăn học ở đây, ý của em là để cho nó ở đây với bọn em thôi. Như của hôn như vẫn là quyết định phải cả tạm quay đi đây hiểu rồi nghĩ cho mất miệng nhỉ phụ tổ sâu nghĩa là em quẩy em như vậy.
bé mà cứ phun tàu qua phun anh cho má kỳ cho phun vô tổ sâu như làm hoi như hoi cho phun nhà con này nè có phun đi tổ phá sâu lưu cho phun là cạn cũng nhìn ruộng kiểu bé vua tên wow. Thì ngập tổ sâu dở đấy má tư tấm tổ về tổ bé về trần phải thì nên đi hoa phải ruộng kia tụi tập ngoài phun nè, để mi hả là mi giờ lo tu quần hoài giờ lo quần nè, mi giờ phải ít hoài giờ phải hiện rồi, nè, rồi dám tụ, giờ tiêu mà miệng nè, phun nay giờ đang lo rồi cả hóa tu, phun giờ hả là, giờ nay làm u hụ nó lão đẻ, giờ phun giờ ít hoài giờ phải hiện rồi, giờ tụi tập ngoài phun nay giờ càng lo tu nè. Con nên tận tận đi qua phun, ý này con đó dọn thì mà cái mày, cháu mày tính hay nó cần ông ông dọn tu mấy tu, đi rồi ý về, muốn phun rồi tôi đâu, nhìn về, nhìn hàng lên, nhìn nhìn để ông chủ nhìn béo lên như thế này thì giờ giờ lo tài đi, giờ phun thì nay tự sau kia giờ chơi mình kiểu đi ông ấy, giờ dám hay yên tâm, dám quản tôi theo phun thì rồi nào. Dạ, như của phun chứ phải hiểu bản tuấn mày phun mày nên liệu yến xiên như mày yến này chỗ hộ khẩu này của yến này mười mấy hay nhiều đấy phun mà những cái này như của phun đấy nên như chỗ hộ khẩu xây yến này hẳn hoi những xe công an mà cứ mà mày này những tàu phun này nên tổ lão lắm nên có nghe quả phun mì lên tới này nghe toàn chuyện nên phun chịu bây giờ con hai này nó ứa in hay phải bằng to thu rồi à kiến tạo phun này mình giống nghe thì phần anh cháu mày vấn đề này có thuộc khẩu với nhà chú nhầm chú sân ô à từ hôm nọ ông đã thay rượu ông uống rượu và ông đuổi cháu Vân Anh đi và cháu Vân Anh và anh Hùng này cũng có đến cơ quan công an chúng cháu trình báo và là để anh Hùng này nhận nuôi cháu Vân Anh, là cháu có làm cái biên bản bây giờ là ông đến để bảo là trong hộ khẩu mà cháu Vân Anh vẫn ở với ông, bây giờ ông muốn là đòi cháu Vân Anh về ở với ông thì ông với anh Hùng này tự bàn bạc và giải quyết với nhau xem hai bên như thế nào. Phun cái cá dìa phun nhập quên nhá, dìa phun giờ lạnh nhìn hang dìa phun như quá, bé mà cá, tôi bé cứ liệu phun dìa phun kể dìa phun cho nay, dìa phun cả mạng nhìn tháo hô, mà đây nghe của phun dìa phải lo dần vì cho mải miền nhá, mi dìa phải lo bằng in hoài bằng dần thúc, nếu không thì hoài quên hoài dìa mải miền thì cho dìa phải in hoài là lo bằng của phun rồi. Anh ơi có ít việc
thì chú ở đây chú có thỏa thuận với hai gia đình nhá, bây giờ anh lên trên này giải quyết tình tính đấy, đấy sổ sách đây chú, khi nào ổn rồi chú rồi cho anh. Vâng anh đi. Tao ai nghe tao ôn dưỡng lúc ôn thó ôn cử là tao ôn dưỡng ê in hoa ô phải bắt buộc phun bằng tao ôn dưỡng nhưng trời hiện nay cả nhà vua này lão hả in hoa em tao ôn dưỡng lúc hiện nay là vua này nhưng trời mua tỏi hay nhỏ tao ôn dưỡng lúc ê đi đuổi này thì mẹ ta lo nhó thì nó cao ôn đuổi lắm. Anh xem như nào hộ em với, hôm trước thì em cũng nhận nuôi cháu, em cũng làm cam kết, bọn anh cũng làm cam kết cho anh rồi, anh xem nói giúp em với, em cũng muốn nhận nuôi cháu. Được rồi. Là về yên miêu và hộ khẩu yên này như quả phun như đại hiệu đoán mà mua tuần hai yên miêu tàu tử hai tản nhẹm vậy theo pháp luật ấy thì là cháu Vân Anh này vẫn là cháu ngoại của ông. Vâng. Đấy thì là ông vẫn được quyền và được nuôi cháu và ông cũng hứa là ông sẽ không uống rượu và cũng không đánh đập cháu và cho cháu đi học. Thế là anh thử xem là anh với ông thử bàn bạc và dàn xếp với nhau xem là làm để nuôi cháu xem là hai bên xem là dàn xếp với nhau. Bé ơi nó ơi này bây giờ phun kiếm này dữ ha và cá này có bên anh được cái bé chủ nhìn tôi chủ nhìn quân nhìn tiểu sâu hơn bo đi với đấy mặn sản đi với đấy nếu chứ phun sẽ hay yên tâm vấn đề chứ phun chẳng hay yên tâm tôi nên chứ phải nhé tao giờ kiếm chủ nhiễm hiếm à mười phút ạ, giờ kể thì mình vẫn mình cần lấy lỏi à, có lúc chuyển lên một chút kia cầm kinh. Rồi ông cũng ngồi đây, bây giờ thì anh phải hộ em làm một cái biên bản để cam kết, không có thì em cũng không yên tâm, em cũng không cho cháu về ở được với ông được, em cũng lo lắm. Bây giờ có anh Hùng với có ông ở đây là anh Hùng vừa nói là cháu làm cái biên bản, bây giờ ông cũng nhất trí là ông không uống rượu, ông cũng không chửi, không đánh đập cháu Vân Anh nữa mà cho cháu Vân Anh đi học. Bây giờ ông có nhất trí thì cháu làm cái biên bản, làm cái cam kết, nếu mà hai bên nhất trí thì ông ký vào được không ạ? Thưa nhất trí. Vâng, vậy cháu làm cái biên bản. Vâng.
giờ cháu làm xong cái biên bản đấy ạ. Với lại bây giờ ông với anh Hùng xem là hai bên có nhất trí không thì ký vào cái biên bản của cháu. Vâng. Cứ xem. Đấy. Thế thì tôi hoàn toàn nhất trí. Đây thì pháp luật thì không biết nhưng mà thì làm thế thì phải. Vâng. Vâng, anh làm này thì em nhất trí, em ký. Thôi nói thế thì chú cũng cảm ơn các rồi, cháu rồi. Nè, cán bộ. Vâng, cảm ơn anh nhé. Bây giờ cháu ấy cũng có không có việc rồi, bây giờ là cháu xin phép là cháu đi về trước. Cảm ơn nhá. Vâng, con về sổ của ông còn này này. Sổ của ông với anh với cháu là ở nhà cháu chắc. Cảm ơn nhá. Thế là ông cũng ký rồi nha, ông theo biên bản nha, ông đúng là nói đúng không uống rượu không được chửi cháu nữa, nếu sai là ông phải chịu trách nhiệm nhá. Vâng, con chào ông. Nha. Em cảm ơn anh nhé. Rồi, chào nhá, chào gia đình nhá. Có là một phun mà thông cảm thấy kiểu Vân Anh dẫn hai lê của phun như của phun như hiểu dẫn thấy ấm bảo tán tôn thái nữa. Thế và của phun mà thông cảm phun tách thấy cái tờ dẫn ý nói ạ. Phun mà to sầu cạp vừa phun mà to sầu cạp vừa to sẽ đạp vừa cả ôm rồi lúc ôm thấy lo lo cái này đó. Đó cái này cả ôm rồi mới xây đảo ra luôn. Vừa ổn vừa đuổi luôn. Cho cao phán té. Vừa vừa thông cảm vừa phải luôn. Phải đuổi luôn. Vừa lục vũ điện thoại mày. Thank you.
rất là cảm ơn bố và cô Minh đã nuôi dưỡng con, cho con ăn học và đối xử rất tốt với con. Con sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của bố và cô Minh. Con sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của bố và cô Minh. Con hứa là con sẽ sống thật tốt, làm người có ích cho xã hội. Con sẽ đền đáp công ơn của bố và cô Minh sau. Vân Anh yêu bố. Bây giờ mình mảng cả mình hoa mảng cả thôi, mảng cả Vân Anh hải nó thôi. Con dùng rồi mình đi cam ơn mình, dùng rồi mình mảng cả theo dõi mảng cả cái cây mình hãm quảng cái ít thòng mình bị ôm nhẫm buồn quảng cái chỗ hải này. Thôi bây giờ cả mình để tụ đi cả mình đi chơi mò chứ mà mò thôi bây giờ dùng kinh nghiệm mò lao nha mảng cả vẫn vẫn đánh quật và cá nuôi tổng hải mình lo tâm một mình mà cá. Ô mình à, bắt riêng mình luôn á, riêng mình mà cá ứng hải luôn. Ôi vớt cho hàng nhà đó á, hạ án này. Ô làm tả hàng nhiều thì riêng muộn. Chứ bắt riêng mình luôn á, bây giờ chưa mình bắt, mình dập treo đi, chứ lại án là chưa bắt thì dập treo. À làm ả nên bắn đi cho treo, vì mình mảng cái là. Ôi mà mình lố lắm. Ừ. Tại vì ôm một quả, mình bị hay dính lắm.
Ừ. Ông có nói một cái hao của mình đình tổ này. Ồ, gia đình tổ à, cùng với tế. Con tế hao này. Mẹ, đau tế kỷ hình với tế. Thế mẹ cứ giật trao mẹ. Tổ vườn với tế giật thụ đi. Tại gì giật trao đi, mua lông cỏ để tổ. Nên như thế cắt hao đỏ trắng đi. Sao mà vừa nghe lên vườn tổ. Ừ, mẹ thụ. Mẹ chứ nhìn lắm. Ừ. Như tôi hùng mình ôm phun quàng tôi vẫn ấm quàng hà rào người cha tôn hàng ôi yên nhiều hoa là sao tặng nè. Ôi nhà anh vừa hơi ô. Này nhà ô anh vừa hơi ô. Tập cả ngày luôn tại mò. Đúng không? Đã lô hay tải lô? Thật cái này lô hay tải mồm em á, dưa dưới lắm. Cái này giờ hay là khác nên gần tay chúng ta tại hay ăn vừa nên ăn to miệng con ối mà phải vơm nha dây tay thích
Ô, vừa rồi tại che, che ra. Ông ơi, ông cho mình tại che hả? Mà lại tại che nhỉ nè. Nè, vừa y phương cụ phun, u phun vừa tại che nhỉ. Vừa đúng mà lại vừa tại nhỉ. Ông kêu bà cải thiện số rồi đó ông sợ ông ơi ông sợ sợ ông kêu bà cải thiện sợ và anh tự sợ em hoan tuổi chứ hoan tự sợ ông cái của bà cảm thấy rất nước khổ lỗ vừa cả nhà chị điểm nó tùy thôi tại cùng anh. Vừa can tô can nhả nè là tô xiếc đây nhả xiếc đây tạm thử tham vừa trái tô phù mà anh trái tô hay lại á được rồi anh chị. Em mà cứ tổ mê sâu á, ông kêu bà cản sâu à, tôi tặng tư nhả tổ sâu, tổ ngoan á. Em mà cứ trở mình nhạc quật tôi theo dõi đấy. Nó ông thả ra chở mày. Mày anh nuôi hổ thì tự nhiên thông ông mình thở ra ông đã mãi buồn à họ ông ơi chủ mãi nó vẫn anh chưa mãi đi hỏi chưa ừ con là dạ sẽ túc
nhá. Ôi nhỉ nhỉ hả? Anh à, cho em cầm cho nhá. Anh cậu, anh cậu, anh à. Ừ. Anh có căn nhà thằng con. Ai nhận hai nhận tươi nhận nhà hên đó nhà hên nhận liu mẹ tặng anh nhà ô nhà nhà luôn nhà lại nhà luôn kiểu ôm kiểu bài nhận thắng luôn vâng anh nhận thật hên đó. Nhà chưa thật hết nhà luôn cả đàn đài đàn thành đó. Mười nhà hả? Gọi nhà nữa. Mười nhà tùy nữa. Gọi nhà nữa. Gọi nhà tùy ạ. Ờ, cái mình hoa mò của nhà. Của đây ông ngoại vừa với bà ngoại vừa lùng cái nhìn thế bé. Dạo ạ, thấm dạo ạ. Của này lùng nhé. Bởi vì như mò vừa hái lào đây của này. Nhà này ông ngoại vừa hắm ba này cực cùng một thể năng. Bắn thấm dạo ạ. Mắm thẳng cái nhìn thôi. Quả hắm quả này nè, của này treo. Ô con ông lại về lùng à, mưa mà tàn nghe lại về tôi đi sẽ yên tâm thế. Ừ, mưa mà tàn thì vâng, nó lùng kì đi nha mẹ. Mình xin quật chứ bà. Ừ, đi cho cái gì giúp quật chứ mẹ. Dạ, thóng dạ ạ. Cái tàn nó vào, nó cũng như đàn mình, để ép tình chứ mình mò bằng cái gì nó hẳn hẳn ha. Chứ bằng là bây giờ nó toạn. Cái này mẹ về. Chị hoài vô đại mì mạng ta, cái kém hải ta ấy hả ạ? Ừ.
Con vui hả vừa nghỉ nữa tay tăng la lăng về đâu tay hơi này. Nhà ta chơi nay hẳn chú mà nhỉ? Ừ. Thầy rồi hoa trâu. Chú thì con rồi hoa trâu mài quạt nhà của làng. Ừ. Mà hoa trâu nhà hàng, nhà hoàng hoa ổ. Ừ. Tại chiều là làng này ta trốn từ chú ông từ chú. Ừ. Chú tặng là làng này trốn. Ra rồi ổ. Ừ. Và chết cho hàng này riêng thì. Với cái ตอนนี้ตัวอย่างคือทําไงชื่อฟ้าสิเกียวตัวอันนี้ว่าปูนนั้นกับปูนน่ะคือก็ดีขึ้นเฮาฟ้าเนี่ยว่าปูนอันนั้นก็ตัวทําเนาะอืมหมายว่าตอนเนี่ยเนาะทําได้แย่อาศัยตัวนี้หลายเยอะด้วยกันว่ากองอันน่ะสิที่ตัวที่ปูนบ่หลายเยอะแล้วนี่แต่
nếu có cả tuyệt tiêu nếu có buồn bởi lại có giờ thì cũng ăn thánh kia về thì tư tế là hả mà không có luôn về con ăn giả thánh cho mày có thế tư bởi lại nhanh giờ đứa nó vừa về đứa nó vừa thánh kia về đứa tại nó vừa thị phiến mà nhà tu Phật tử về tu à đứa có thế là ai giờ cả nhà cũng hòa phun vậy à chơi game cù vậy cả nhà tôi chưa cũng hòa phun vậy sẽ có phạt thì chiều sẽ cù vậy à có tham có bây giờ đồng cù vậy hoài bữa giờ đứa u hùng tới nhà đứa giờ có thế này mà cần cần lái phun anh có nữa giờ cần thiếp giờ đứa này giờ mình mai tiêu hốt liu mẹ mai mẹ kêu Ô mà có mày xe đạp nữa rồi. Hay là mày bà cả nai bò với xe đạp với bé. Nên thóng là tại giờ chấm thiếp giờ mày cứu hộ liều mẹ. Thì em cái tòa mình cảm tiêu hộ mình. Giờ cảm tiêu hộ lão luôn. Giờ chấp gian thì em tòa mình có tổ phụ nền là giờ chấm thiếp giờ cảm tiêu hộ liền. Bao vơ tận hoài vơ ya đua nên tại ya tại cả che phun nên nhà tớ đồ đang lộn bé ya bộ u hùng ya trao đua nên ya thiên ni thiên nô ya thiên tu tu nữa mà ni ya đua cả công an bé ya thiếp cả quả phun bé bé má lộn nữa mà tu nên bỏ này ạ để hết ạ mày em nay cái buôn mà cố tuần cố bò này anh thằng này như vậy nay cái buôn này mình hoa nó ba bùa có hiện tài anh tua tuần tài anh tua luôn tài này làm tài tạo luôn tạo rồi giờ nghỉ phật thì chiều nhà nữa giờ tôi giờ thiên miền tổ thì sẽ tu nghe lọ giờ anh tạo em thằng bạn nhà anh tạo có là tôi vừa lại nhà tấm rào à tấm tôi mà thấy miền anh mà em mới chia tới bia rồi nhà đưa tôi nhà vừa chia tôi cả nhà cả tây qua đưa tôi cả cô an tiền lưu gì tiền tới nhà tôi cả nhà à cả kia họ lập hết bộ phun mà tại thời giờ bên này nghe dạo
phải mai giờ mà phun mà cứ ta dẻo mà. Ừ, biết chứ phun là ta dẻo. Có con. Ừ, phải con chưa con. Phun mà phải thảo yên bé này một phun này thứ xiêm là nó xiêm tự tự nhận là phun bé bò ống cành không như phun này có tài có anh thì có lục khu sầu bùa vừa sâu trên này như phun có tài to nọ to to ruộng nọ họ có mà bên anh sầu cạn nhiều đau quá giờ tớ bé giờ tớ cũng phun à. Hoài này có mệt tổ sầu nó mải mải sầu tổ thì có lục khu sầu sầu cặp như này nó cứ tỏ dần mà ừ giờ tổ bé giờ thế này ăn được đàng lồng bé giờ ấm cho nên nghe phu giờ ấm cho nên điếu quảng giờ cho nên ăn được đàng lồng ăn trên đào lại bé mải hiểu đó con giờ tổ bé ăn lồng này ừ mải sẽ phủ mải cào nhé sầu vừa sầu phi vừa và mải cào nhé trong bay bé thế thì ăn được không ạ? Ừ. Ờ, bé vẫn anh nó sẽ đạm thôi hai bé có to mình tỏ cái này chứ phun có to mình ruột phun vẫn anh thì là lào đạp xe mình dẻo có thể nó ờ, với lại giờ tôi bé tôi mình chú ý phun là vừa tỏ mẹ với giờ tôi bé hôm nay nhận cứ để phun để hít phun mà cho nhận bé bé rằng mình tóc vẫn phun ờ ừ. Phun mà ờ ừ. Phun đi cả vừa tế nhận vừa vừa phun mà cố gắng thôi xếp phun như bé vừa chùa vừa như tổ bé sẽ cấn thì tôi nhận à mày phun mày cố gắng thu xếp phun như bé chứ phun là thu xếp của hồi chứ phun hiểu bàn thu xếp nhỉ đấy bám nào bắt cho hồi hàng hồi chứ phun đấy thu xếp cả phun bé chùa vừa con là sẽ cảm ơn con là thở lại thôi anh bé giờ tớ bay mì hoa hồi chiều mì cua cua tráng lại phun mì tổ chỉ lại ta nó cả công an mén mì luôn rồi giao tiếp ta nó tháo là hoa bé bé trắng trắng chứ to cả vân anh như hộ khẩu vừa tới to mình chuyển búa phun vân anh thì chứ phun vừa ăn bán thì chứ phun thôi phen rồi đó à chỉ hiện tại ố đậu tao lô là đưa ngay hẻm mà đưa xiên á đưa cả công an nhà xiên đang hẻm mà anh thóm tư nhà lắm mà anh làm tư nhà thế ạ ông đua bé ông ngoại đua vân anh ấy thì cho cả bố như nhàn thì mái tiêu hộp đi cho cả vân anh như xe đạp mái chi tiêu hộp thì nào
chàng bên anh nhà ông thì con kiểu bà quá, mình còn cả con kiểu bà cả với từ đi đua bùa luôn, đi đua cả công an mà ông thống cái gì anh thống quên ta, rồi mình xuống công an mạng với uống cái gì ông ngoại uống chủ tao ngàn ông ngoại ông thống sao ông thống chỉ cái ngàn ông à uống chủ tao ạ, bố mày chơi bằng chứng này thống ông thì cả lành lành ạ. Này, này mảng trên này, ông cửa bà cửa con này, ông là lành ạ, cái gì ạ, ông cả lành ạ, dạ, đó, mà rồi này. Con giống của mình là. Ó, thì kiểu vẫn anh mới to này sờ bùa rồi, để sờ bùa hoi, ở khu kho máy thì ông ngoại vẫn rồi. Ó, không bùa sờ bùa này. Ó, à, làm treo này, mày làm treo này. Ồ, nó cái bắn thủ trao nhàn vừa này như ông ngoại à? Thì ông ngoại đồng có đồng nhà. Không thấy, thấy bà thảo vua đi chưa? Hai mươi năm con vả, nên con vả kiểu mình ao dù chỉ có gì mở hai con, mình con mình bo với anh, mình chủ với anh, mình cho bạn đi xe đạp, mình mãi cho thịt thu tiêu nhà, mình thống chủ cho nhà nè. Thống với anh hắn mãi xe đạp tìm từ sau nhà nè. Mua một củ hiu. Ồ, mình càng con vậy. Mình càng có kiểu vân anh như bà quá, mình càng con thì đua công an như thế nào, thì đua luôn nào. Hắn mà tao kiểu mày mở hai rồi em tới nhà anh tiền mồi mà. Ồ, nãy đi, tao phải điện thoại rồi này. Mày đưa hầu phun là mẹ nay đi càng con. Ừ, nay thế này nha, này con nha. À đây, cắt tới tô mình bảo công an nô. Mày cho bằng chứng đây, nó thỏng rào nha. Thỏng mày, nó rào ạ. Sao ông có đua miền thiên thời ô, sao ông mang vào cho anh sao ông ạ. Nó nhắn cho anh kiểu ô. Nó thỏng mày kêu ạ. Ừ, nó thỏng mày ạ. Nó thỏng mày ạ. Nó thỏng ạ. Nhưng mà mình vào mày. Công an mà cả nó có ngày nó để con ngắn hình nhìn mà. Ừ, hôm nay vẫn rào lọ, như thế này vẫn rào à. Cứ thảo hoài đều mà kể, cứ chua ra. Cứ chua vừa nhìn, nên có lại mua cho nhà là thảo hoài đi nhìn, cho hoa đi mua đằng. Nên có cho bạn, này thì vẫn rào lọ, nhưng mà cái này vẫn rào. Thì vẫn rào, nên cả con như thế này vậy. Nên cần thì bà có thể như thế này đi nhỉ. Em vào cả công an nó có này. Con tao công án giải quyết tôi em bôi mình báo công an nhưng trẻ nó có mà sao xử lý hai con không vô là bên thằng ứng chủ mại đeo. Ừ, ứng thằng ứng chủ mại à, ứng thằng em ứng rào nè, ứng mật nhạn nè, ứng chủ mật thì nhạn nè, ứng rào nữa à. Cái tay bố dạ to nó điện thoại nên quân công an mà như công an chăn giải quyết quân à. Ừ, ứng rào ông ngoại nó lại quyền gì mà nó quyền to mà dưỡng ạ, ông ngoại láo ấy, ông ngoại tống nhàn nữa.
không cần. Thì hồi này thì hồi là nếu bắt ông ngoại thì tao sẽ đạp luôn. Ông ngoại là bắt tao sẽ đạp mãi nữa. Thầy mãi thầy đã tặng. Bây giờ em đi bắt ông ngoại mãi thì đạp luôn á. Thì con ăn bắt ông ngoại tao sẽ đạp luôn. Thì con đang đạp xe một chút sâu nữa, sẽ hẳn nữa. Cứ lại nó ha, lại em tua thọc cái hoi tại cả cho nhà về bộ đảng to nó thì tàu cho bác cứ nhìn lắm cứ lại dưới cái nhà nó cứ cũng lại kẻ cũng kẹt thế mà pua hoi đấy nào nó để thảo pua hoi với thảo hoa cuối cùng à thì cho nhà đây đảng vừa cho 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 con chừng cũng thảo cứ yên tâm ạ, thảo nó dặn, dặn lại mà, hôm nay thảo nó dặn ạ. Con hải lấy nào tự tin mình tham đó. Cái quần riêu tới nghe, với giờ mình lo tạm để hoa ngoài cái hao của mày thì để mình nuôi rồi nát hang. Mình lo kẹ đi cho hoa to mình biết chợ mày. Thế bây giờ càng nhiều, vua lòng giòn thì có lắm. Dì ạ, dì ạ vậy, lùng hai lùng đá dì ạ như mình có nhiều. Mình nghe anh tạm biệt hôm nay phát nhé. Mời theo Diễn Văn Ánh là từ hai đây là thì chúng ta mình là trang nhẹ. Giỏ bom vẫn ổn vô sao đi. Cho nhìn chúng cánh đám tất cứ. Mà dì ạ kiểu Văn Ánh thì cho, tổ hôm nào cho rồi. Mời dì ạ. Cảm ơn chê vô tế đấy con. Đây nữa. Bạn anh nè à đi nhà tháp rồi cô mình căn mình tàng có tu bìa ra thôi mình chợ vậy bạn anh đã căn cô mình chợ mãi bìa đó như nè nuôi dưa hoa được đấy củ mây dưa hoa để thảo hoa keo để dưa hoa tàng keo tàng nông mình lấu mà rồi dễ được. Đây anh chờ chút nhỉ. Ngoài đi chút mình nhé. Thank you.
Thôi anh ơi, anh ăn lại tập phục bố tổ, chứ anh mình đưa bỏng à. Thế còn nhà mình, con đi tập bố tổ. Ồ, bạn đã làm rồi ạ, còn mình có mấy cây bẻ đã phát ha. Bạn làm rồi ạ. Ý dù. Đáng nha. Bắt này bắt anh rồi này, bữa bữa ăn chưa thành công, bánh tin ai giảm đấy.